Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một cái chủ đề là người Việt Cali, tâm sự của người Việt hay Việt Kiều Cali thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là lời tâm sự của người Việt Cali. Em sẽ về Việt Nam thăm gia đình cuối năm nay. Vì tiền bạc và thời gian eo hẹp em về có hai tuần thôi nên em rất ngại cho nhiều người biết em về em có dẫn người thân ở việt nam đừng nói ai biết việc em về họ có vẻ không vui còn bày em phải làm tiệc mời họ hàng tới ăn em than không có tiền thì họ nói trả cho nhưng em phải lo tiền quà cho họ hàng em thấy khó xử quá vì bị đặt vô thế mà giờ chắc ai cũng biết em sắp về rồi thì đó là lời tâm sự của người việt cali thì có thể nói rằng chúng ta ai cũng biết là người việt đi lưu vong hay ra nước ngoài sinh sống thì có những bộ phận nổ vàng trời thưa quý vị Mỗi lần đi về Việt Nam giống như là áo gấm về làng Nổ in ỏi Sớm làng đều biết Từ trong nước ra tới hải ngoại Về nổ Banh nhà lòng luôn thưa quý vị Nói chung là Những lời nổ thì không có thật Nói chung là khoe khoang ở bên Mỹ làm đủ thứ Tiền bạc dồi dào vân vân ăn sung mặt sướng vân vân và những cái đó thì không ai kiểm chứng được thậm chí là cũng có thể là những cái tin tức được tung ra giả tạo đó thưa quý vị chẳng hạn như lâu lâu đi vô ăn nhà hàng buffet thì chụp vài tấm hình giống như là ăn tiệc tùng mà sang trọng mỗi ngày mỗi tuần sung sướng vô cùng thưa quý vị nhưng mà cũng có những người Việt sống xa xứ Cũng rất là eo hẹp, nghèo khổ Thậm chí là có những người không có nhà cửa Homeless, vô gia cư Rầy nay, mai đó Sống ở những khu ổ chuột vân vân Cũng đều có hết thưa quý vị Thì mỗi lần về quê hay là về Việt Nam thăm người thân thăm bạn bè thì cũng có những người rất hào phóng chi tiêu rất đậm nhưng có những người cũng hết sức keo cú bẩn trực hiểu nói chung là muôn hình vạn trạng cảnh nào cũng có hết thưa quý vị nhưng mà phần đông thì người dân việc ở hải ngoại thì cũng bình thường chỉ làm những công việc tay chân làm những công việc hết sức bình thường thì cũng chẳng mấy dư giá rồi về việt nam thì bị một số người trong nước lợi dụng thưa quý vị và cũng đã có những phản hồi có những việc kiều lên tiếng nói rằng là về việt nam bị người việt trong nước trấn lột xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép tức là về Việt Nam rủ một người bạn rồi người bạn đó thì ăn nhậu nợ nần với cả đám bạn trước đây chẳng hạn như vậy và nhân cái dịp uh, có bạn Việt Kiều thì Kiều gọi hú hí tới để ăn nhậu trừ nợ vân vân rồi quý vị nợ đây là nợ miệng vân vân rồi quý vị khiến cho người Việt Kiều mà đứng ra mời hết sức khó chịu Vị trí mời một bỗng biến thành hai ba chục người vân vân thưa quý vị Thì uh, Đó là cái Việt Kiều mà nói rằng là người trong nước mở ngoặc kép là trấn lột Việt Kiều đóng ngoặc kép thưa quý vị Nói chung thì có những người Việt uh, Nổ Nổ sản Ở bên Mỹ thì uh, Sống cũng bình thường thậm chí là dưới mức nghèo khổ Tiền bạc thì eo hẹp nhưng về Việt Nam thì vì mặt mũi thưa quý vị mặt mũi ngày xưa khoe khoang là nào là giáo sư rồi tiến sĩ rồi luật sư rồi kỹ sư rồi lung tung quá thưa quý vị thì phải giữ mặt mũi cho nên phải bấm bụng đãi đằng bạn bè vô lối thưa quý vị để mà lấp liếm cái việc ở Hoa Kỳ họ là những người mở ngoặc kép là không thành công vân vân hoặc là chỉ có những đời sống hết sức bình thường sống trong những khu nhà bình thường những căn hộ bình thường nhưng về Việt Nam thì áo dài khăn đóng rồi nào là bày trò này trò kia thưa quý vị bày trò gặp mặt hội ngộ rồi lung tung á ra vẽ ta đây là chủ sĩ ra vẽ ta đây là thành công ở hải ngoại nhưng mà thực chất thực tế không ai biết họ thành công như thế nào thậm chí như tôi vừa nói chỉ là những người bình thường nhưng nổ in ỏi thưa quý vị rồi có những trường hợp à, bị kiều ở hải ngoại cũng mang cái tính chất lừa mị lừa bịp ra người trong nước đủ hết việc kiều thì một số như tôi nói là tố người trong nước là trấn lột lừa này lừa kia nhưng cũng có những việc kiều xấu tính ở hải ngoại thì chỉ đi làm shipper giao bánh pizza chẳng hạn như vậy hoặc là đi bưng phở vân vân hoặc là đi làm dọn dẹp vệ sinh chùi cầu tiêu vân vân nhưng về Việt Nam thì lúc nào cũng mặc áo vest mặc dù trời nóng bức sách cập táp Samsonite trong đó để giấy báo, giấy lộn nhưng lúc nào cũng ra vẽ bí hiểm đeo kiến đen làm như ra vẽ là cầm cuốn sổ với cây bút có vẻ là nhân vật hết sức là thành đạt doanh nhân quan trọng ghi chép chép lung tung đầy những số phone những cú gọi điện thoại nổ vang trời bạc triệu bạc tỷ đủ kiểu rồi như vậy. nhưng cuối cùng mà khoe khoang nào là kỹ sư bên mỹ vân vân thì có trường hợp là thậm chí còn đi lừa tình gạt con gái người ta vào nhà quen biết với những cô gái trẻ tuổi nhẹ dạ tuổi 20-21 nổ um sùm nào là kỹ sư rồi chẳng hạn như là ông à, bà của cô gái ấy à, có một cái tivi hư thưa quý vị nhờ ông mở ngoặt kép là kỹ sư ở bên mỹ học ở bên mỹ nhưng mà thật chất tôi nói à, cho quý vị là đó là một tay shipper chẳng hạn chỉ đi giao hàng vớ vẩn nhờ chú còn rể tương lai mở quạt kép và đóng quạt kép à, Sửa dùm cái tivi thưa quý vị tivi đồ điện tử Thì mới lòi ra Là ông kỹ sư giả, kỹ sư dõm vân vân rồi quý vị Nói chung là đủ trò lừa Lừa đủ kiểu thưa quý vị Rồi những trò này trò kia Trò xưng uh, luật sư Mà hóa ra là chẳng thấy văn phòng luật ở đâu Tối ngày đi làm youtuber, nói năng nhăn cụi, kiếm tiền lẻ vân vân thưa quý vị. Cũng về Việt Nam nổ ván trời. Nói chung là đây là một cái bệnh ở hải ngoại. Người ta gọi là bệnh ảo tưởng hay bệnh ngáo hay còn gọi là bệnh ái kỷ, khoe khoang để mua đồ. Nói chung là uh, lời khuyên cho người Việt uh, Cali là nên uh, nói thật, khiêm tốn, uh, trung thực. Ở Mỹ nghèo thì cứ nói thẳng là em nghèo, em không có tiền. Em uh, xin uh, không tặng quà cho bà con họ hàng, thần hữu, bạn cũ vân vân. Chứ không nên uh, nổ rằng là ở bên Mỹ uh, nào là uống những chai rượu Mười mấy ngàn đô la Nổ um sùm lên thưa quý vị Nào là sẵn sàng bỏ tiền Mua xe VinFast chạy chơi vân vân Nổ in ỏi Rồi về Việt Nam thì Lòi ra là ở nhà mướn Không có tiền vân vân Những cái trò lừa Nó như thế thì không tốt thưa quý vị Lại càng khiến cho người ta khinh người ta ghét vào cái chữ mở ngoặc kép việt kiều đóng ngoặc kép hoặc là mở ngoặc kép việt kiều hải ngoại đóng ngoặc kép thưa quý vị nói chung là người việt khi đi ra nước ngoài rất dễ bị bệnh ảo tưởng ngáo đá và lúc nào cũng phải đóng cái vai là người thành công ở xứ người và khi về việt nam thay vì thăm họ hàng bạn bè một cách bình thường như một người xa xứ thì lại chơi cái trò giống như là vinh quy bái tổ rùm bèn um sùm thậm chí nổ là tôi là người thành công ở hải ngoại thành công nhất trong gia tộc vân vân gia tộc tôi thì chưa bao giờ có người như tôi tôi là cái này cái nọ cái lọ cái chai um sùm thưa quý vị nói chung là nói quá đi cái sự thật sự thật có một thì phóng đại lên mười làm ăn thất bại ở mỹ không có đất sống ở mỹ thì càng lấp liếm càng nổ to càng phải nói xạo rồi nói bừa rồi nói dốc thưa quý vị nói chung là những cái ông bà Việt Kiều ở hải ngoại này cũng không sống thật thưa quý vị. Thì lại khuyên cho những Việt Kiều không sống thật mà muốn trốn tránh gia đình họ hàng thì nên mua một cái nón đen, một cặp kiến đen, đeo khẩu trang, kiếm vài cái áo rách, quần rách để đóng vai nghèo khổ để mà tránh né họ hàng thưa quý vị nói chung là một cái vấn đề tặng quà là một cái nỗi ưu tư lớn của những người việt mà không có tiền ở hải ngoại thưa quý vị mỗi lần mà những việt kiều chân thật nói thật thì người ta không tin thưa quý vị có những người việt kiều nói hết sức thật là em chỉ chạy taxi sống bữa đực bữa cái Em chỉ làm nhân viên bán hàng quen Thì lại bị chính gia đình họ hàng ở hải ngoại Và ở trong nước Chửi là cái thứ dân Vô tích sự Đừng vác mặt về Việt Nam Vân vân thưa quý vị Nói chung là có những người Rất khổ sở Mặc dù họ rất trung thực Và thậm chí có những người đi về Việt Nam trong túi chỉ có vài trăm đô la và phải ăn uh, cơm đình cháo chợ không dám vô nhà hàng khách sạn vân vân thường